sát ở Long An, mẹ trẻ và hai con tử vong với vết thương trên cổ. Vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2015, ở ấp Thành Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khi người mẹ và hai đứa con được phát hiện chết tại nhà riêng. Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện thi thể chị Đỗ Thị Ái Nguyên, 30 tuổi và hai con nhỏ học lớp 4, lớp 5 trong nhà riêng ở ấp Thành Trung, trong đó người mẹ nằm khá xa so với vị trí của hai con. Khi mọi người đến nơi thì thấy người mẹ nằm gục phía ngoài, hai đứa nhỏ nằm trong phòng ngủ. Sàn nhà có nhiều vết máu và con dao khá to. Các nạn nhân có vết thương ở cổ giống như bị cắt. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhóm điều tra viên cao cấp của Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an đã xuống hiện trường phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra vụ việc. Toàn bộ khu vực nhà nạn nhân được phong tỏa, hàng trăm người hiếu kỳ tập trung xung quanh, bàn tán xôn xao về cái chết bất ngờ của các nạn nhân. Được biết, các nhà nạn nhân nằm tại mặt đường trong khu dân cư và khá gần với gia đình bên chồng. Vợ chồng chị Nguyên có con gái lớn 12 tuổi sống bên nhà ông bà nội. Chồng chị Nguyên tên là Thanh, 31 tuổi, thường ngày đi chở tôm thuê và ở nhà trông các con nhỏ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.